Thưa quý vị đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được hai đối tượng chở 152 kg pháo lậu khi các đối tượng đang di chuyển từ Bình Phước về Lâm Đồng. Khoảng 4 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14 tại khu vực cầu 25 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tổ công tác phát hiện một xe bán tải di chuyển từ đường DT759 ra quốc lộ 14 có dấu hiệu khả nghi nên đề nghị dừng xe kiểm tra. Bất ngờ lái xe tăng ga bỏ chạy theo quốc lộ 14 về hướng Bù Đăng, tổ công tác lập tức truy đuổi khoảng 5 km thì dừng được xe. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế hai đối tượng trên xe gồm Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1978 và Trần Ngọc Trung sinh năm 1986, cùng trú tỉnh Lâm Đồng. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải đựng pháo, mỗi bao 38 kg. Ban đầu đối tượng khai nhận mua của một người ở huyện Bù Đốp về để bán kiếm lời. Tuy nhiên, số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và tăng vật cho công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra, làm rõ.